Xin chào các bạn nhé. Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm xin giới thiệu với các bạn một cái loài hoa mà mang cái nét đẹp mộc mạc xưa cũ. Đây là khá nhiều người ưa thích. Đó chính là cây hoa mộc hương, là một cái dòng hoa thân gỗ có hương thơm khá là dễ chịu. Hoa mộc hương thì có khá nhiều màu sắc, ví dụ như là màu trắng, màu vàng nhạt, màu vàng sẫm, mọc thành chùm tại các kẽ lá các bạn nhé. Cây hoa mộc hương thì có rất nhiều ý nghĩa các bạn nhé. Người xưa có câu sắc trà hương mộc, là một câu nói được truyền đời từ rất lâu bởi các thế hệ ông cha người Việt Nam chúng ta. Mùi hương của cây hoa mộc hương không chỉ lồng làn say đắm mà đã trở thành một cái nét văn hóa của người dân Việt Nam gọi nhé. Cái bề ngoài của cây hoa mộc hương thì không nổi bật giống như những cái loài hoa cây cảnh khác. Tuy nhiên, chính cái sự mộc mạc và bình dị của cây hoa này đã tạo nên một cái nét đẹp và phong cách rất là đặc biệt, không phô trương nhưng lại rất là hấp dẫn các bạn nhé. Mỗi bông hoa mộc hương thì thường có bốn cánh đối xứng nhau. Hoa mộc hương thì là quanh năm nhưng mà đẹp nhất và có hương thơm lồng làn nhất thì vào mùa thu các bạn nhé. Mùi hương của cây hoa mộc hương thì khá là lồng làn quyến rũ, đã làm say đắm không ít người các bạn nhé. Cây hiện tại mà mình đang giới thiệu cho các bạn đây thì nó cao từ 1m8 đến 2m các bạn nhé. Đấy, cây đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 2,5 phân đến 3 phân, đang cho hoa rất là sai như này. Tùy thuộc vào cái hình dáng, độ tuổi, đường kính gốc đấy thì mỗi cây mộc hương nó sẽ có giá trị khác nhau. Thì sau đây thì mình xin giới thiệu cho các bạn tất cả các kích thước cây mộc hương hiện tại đang có vườn nhà mình cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Đấy, bên mình thì giao hàng toàn quốc, đấy, chỉ từ 2 đến 3 ngày các bạn có thể nhận được cây rồi. Đấy thì bạn nào có nhu cầu sưu tầm cái cây hoa mộc hương này về để chơi thì có thể liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm, địa chỉ là phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội các bạn nhé. Số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386. Bên mình có hỗ trợ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây. Các bạn chọn cây nào thì bên mình sẽ gửi cho các bạn cây đó các bạn nhé. Cái loại đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn đây là cao khoảng tầm 60-70 cm các bạn nhé, cũng đang có hoa rồi. Đấy thì cây này hiện tại bên mình đang bán với giá là 250.000 đồng một cây. Nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tới nhà vườn mình các bạn nhé, nhà vườn Ngọc Lâm. Thì cây này thì bên mình có thể giao hàng toàn quốc cho các bạn được nhé. Chỉ từ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể nhận được cây rồi. Đấy là một cái cây thân bụi các bạn nhé. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm gần 1 cm rồi. Đấy, cũng đang có hoa rất là sai hoa rồi. Loại tiếp theo mà mình giới thiệu cho bạn đây nó cao khoảng tầm 80 phân đến 1 mét các bạn nhé. Cái cây này thì cái bề rộng tán thì nó dao động khoảng tầm 25 đến 30 cm. Đấy, cái cây như này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 350.000 đồng một cây các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là cây cũng đã bắt đầu cho hoa rất là sai này các bạn nhé. Cây mộc hương ta các bạn nhé, đang cho hoa rất là sai. Đấy, bạn nào có nhu cầu sưu tầm cái cây mộc hương này thì có thể liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Loại thứ ba mà mình giới thiệu cho bạn đây thì cây này nó cao khoảng tầm 1,5 m các bạn nhé. Đấy, đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 2 phân 2,5 phân, có cây nó khoảng tầm 3 phân. Đấy, cây như này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 700.000 đồng một cây các bạn nhé. Đấy, hoa ra rất là sai như này. Đấy, các bạn thấy là hoa nó mọc từ thân lên rất là nhiều, hương thơm rất là lồng làn. Loại tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì cây này nó cao khoảng tầm 1,5 m đến 1,8 m các bạn nhé. Cái loại này là cái loại thoát thân nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Cây này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 1,5 triệu một cây. Bạn nào mà lấy thì bên mình sẽ gửi xe khách cho các bạn nhé, gửi khắp các tỉnh thành trên cả nước các bạn. Các bạn có thể thấy là hoa rất là sai hoa các bạn nhé, mọc kín thân luôn các bạn. Loại thứ tư mà mình giới thiệu cho các bạn đây thì cây này nó hiện tại nó cao tầm 2m đến 2m2 các bạn nhé. Cái bề rộng tán này nó dao động khoảng tầm 70 đến 80 phân. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 3 đến 4 phân các bạn nhé. Đấy, cây như này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 2,5 triệu một cây các bạn nhé. Đấy, gốc nó dao động khoảng tầm 3 đến 4 phân, cũng đang cho hoa rất là sai rồi. Đây, các bạn nhìn thấy là tất cả các kẽ lá đều ra hoa này. Đấy, rất là nhiều hoa. Cây thì bên mình đã trồng trong chậu bầu rễ ổn định rồi các bạn nhé. Đấy, khi vận chuyển cho các bạn thì bên mình sẽ vận chuyển nguyên bầu nguyên chậu cho các bạn để đảm bảo cho các bạn là trong quá trình vận chuyển cây nó sẽ hạn chế tối đa cái sự ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển các bạn nhé. Loại thứ năm mà mình giới thiệu cho các bạn đây thì cây này nó cũng cao khoảng tầm 3m các bạn nhé. Về rộng tán thì nó dao động khoảng tầm 2m. Đấy, đang rất là sai hoa sai lụ như này. Vườn nhà mình thì chuyên cung cấp cái dòng cây ăn trái và cây cây hoa nhập ngoại các bạn nhé, các loại cây cảnh độc lạ. Đấy, thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này, khi nào có sản phẩm nào mới hay là những cái cây gì mới lạ thì mình sẽ giới thiệu lên đây cho các bạn nhé. Đồng thời sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc từng các loại cây này. Chi tiết các loại sản phẩm ấy thì các bạn cũng có thể truy cập vào website nhà vườn Ngọc Lâm .com các bạn nhé. Thì ở đó bên mình có giới thiệu tất cả các cái sản phẩm và các kỹ thuật trồng và chăm sóc từng các loại cây này như nào. Đấy, mỗi bài viết đều có đặc điểm, nguồn gốc xuất xứ từng loại cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc từng các loại cây này ra sao để sao cho cây ra hoa và đạt năng suất tốt các bạn nhé.